Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment kèm hashtag là TGaming để ủng hộ mình, cũng như là tăng cái tương tác ở trong cái video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì hiện tại Noob đang ở một cái khu mai các bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay Noob sẽ thực hiện một cái thử thách sở hữu cái cây cúp gót các bạn ạ, cây cúp thần. Nhưng mà đi mai mà, thế nên là trước tiên đầu xem là cuốn sách này là gì đây. À, chúng ta sẽ phải vào shop này mua những cái cúp này. Ok, mua những cái cúp này để có thể là tiến gần hơn với cả cái pickaxe gót ạ. Ok nhá, đây là mấy cái cúp bình thường thôi. Thì chắc cái này là bắt đầu rồi. Ok, begin rồi. Cái này là free rồi. Cái cúp tiếp theo là cúp cúp đá này cần bao nhiêu đây? 10 than. Ok. Rồi, mình sẽ phải đi tìm những cái nguyên liệu. Đấy, nói chung là phải nâng cấp dần dần các bạn ạ. Không đùng một cái mà vào được đổ VIP luôn bao giờ đâu. Không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn đất thôi. Chỉ có ăn đất thôi các bạn. Rồi, mình sẽ đào đâu đó khoảng 10. Đấy, 10 cái quặng than này để nâng cấp cúp nha, chứ không chậm lắm các bạn thấy không? À, đào than mà đào bằng cúp gỗ thì thề luôn. Chắc là đến sáng mai. Sáng mai mới nâng cấp được cái cúp cúp xịn sò nhất ở đây, mình sợ còn không nâng cấp được ấy. Bởi vì làm gì đào được sắt đâu. Rồi, chúng ta đã được chúng ta sẽ vào shop. Và bây giờ đã được đâu đó khoảng 10 rồi nhá. Yes, rồi, tôi đồng ý mua. Cái cúp tiếp theo là cúp bên này là cúp gì đây? Đây, cần 20 than và 15 sắt. Ok, 20 than và 15 sắt phải không? Cúp sắt phải không? Rồi, 20 là... À đây rồi, sắt đây rồi các bạn. Đấy. Ủa, nhưng mà sao sắt ít thế? Trời ơi, đất ơi. Vì chỉ có mỗi một block thôi vậy. Mình có thể mở rộng nó lên được không? Rồi, ok, chúng ta sẽ phải cần đâu đó khoảng 20 than phải không? Mình cứ đào than đủ đi nhá. Đấy, sau đó lâu lâu lại liếc lên đây. Bởi vì là sắt nó chỉ có giới hạn thôi. 10 sắt các bạn, cần 10 sắt để mở rộng thêm. Ui, thì chờ đào thêm 5 cái nữa để có thể là mua được cái pickaxe xịn hơn, phải ngon hơn không? Còn bên này là mấy cái nâng cấp gì đây? Cái này là thắp sáng cái arena. Ok, thắp sáng mấy cái vùng tối các bạn ạ. Bên này cũng thế này, còn cái này là ui, 10 sắt với cả 20 than mở rộng được khu mai rồi này. Ui, mình có lẽ mình nên mở rộng khu mai để có thể là làm ăn gọi là đơn giản hơn. Rồi, ok. Đào đúng 10 sắt rồi các bạn, 10 sắt thay vì là 15 sắt để chúng ta có thể nâng cấp được lên cúp mở rộng khu mai nữa. Trời ơi, chắc chắn rồi. Nó sẽ giàu có, nó giúp mình giàu có rất là nhiều. Đấy, tội gì nhờ các bạn nhỉ? Ngon bổ rẻ tội gì mà không dùng. Ok, chúng ta cứ đào đi. Bởi vì là chúng ta sẽ cần nhiều sắt hơn mà, 10 sắt phải không? 10 sắt, 20 than. 20 than thì thừa rồi các bạn. Thừa rồi nhưng mình cứ đào thôi. Đây, đào dưới này đi, bởi vì là sớm muộn gì mình vẫn cần than mà. Chắc chắn là nó không thể nào mà thiếu được rồi. Ok. 7 rồi, 8 rồi. Ô, nhưng mà nung lên kiểu gì ta? Ở đây không có lò nung mà. Đúng nha, tí nữa mình xem đã. Cuốn sách này có hướng dẫn không? À đây rồi, nó có nung tự động đây rồi các bạn ạ. Rồi, ok. Mỗi lần nung là được 5 cái quặng thôi, thế nên là cũng nhanh mà. Đây, còn một quặng nữa. À, nó xuất hiện lâu thật đấy chứ. Rồi, cũng tiền thật. Rồi, đâu, sao nào? Giờ chúng ta sẽ... Rồi, đấy, nung rất là nhanh. Và mở luôn. Đấy, trời ơi, mở ra nó như thế này mà. Ôi, đống sắt ở bên kia kìa. Rồi, mình sẽ thắp sáng cái khu này lên. Bởi vì là nó chỉ tốn đâu đó khoảng 2 than thôi. Ủa, nhưng mà cái khu này nó không thắp được à? Chỗ này nó không có thắp sáng à? Tôi nhá, mình thử lượn lờ mà. Cái này là cái gì đấy? Build small. Ok, mở rộng cái gì đó. Đây là mở rộng khu mai rồi. Cái này là build the view ở mức khoan. Cái này là build vật trang trí à? Ui, rồi luôn, cái vùng nổ. Ok, chúng ta cứ đào đã. Để mình nâng cấp lên cái cúp cúp sắt đã. Cần bao nhiêu nhỉ? Cần vừa nãy mình quên mất không xem đâu nhỉ? 20 than và 15 sắt phải không? Ok, 20 than và 15 sắt. Thì mình cứ chắc là cứ đứng trong bóng tối. Đây này. Ô, cái này không đào được các bạn. Mình đứng lên được không? À đây, đứng lên phát sáng này. Trời ơi, thông minh thực sự. Ê, nhưng mà chúng ta có thể làm cách nào khác. Rồi, để cho nó phát sáng các bạn. Để cho nó phát sáng thì mình đấy, mình cứ đứng đây thôi. Trời ơi, có redstone phát sáng mà các bạn thấy không? IQ Infinity chưa? Đây, vứt nốt bên này nha. Đó, ủa nó lại sáng lấp lánh luôn đấy chứ. Đó, nào, thấy chưa? IQ vô cực chưa? Úi giời, đó rồi. Núp mà lại, không núp chứ ai. Đố ai tìm được núp thứ hai. Hi hi. Rồi, chúng ta sẽ đào được. Ui, nhiều sắt quá rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đỡ phải mất công tốn tiền mở rộng cái kia. Thay vì 10 sắt mình mở rộng cái kia thì giờ này mình đã mở rộng, mình đào được cả đống rồi này. Ok, chúng ta đào than.
cần 20 than phải không? Hay là 30 đây? Tự nhiên cứ đào đã, xong tính sau. Lên được cái cúp sắt đã. 20 than. Ok, 20 than đây có rồi. Rồi, về nâng cấp lên cúp tiếp theo nè. Ok nhá, sắt mình chúng tôi này. Bây giờ là mình sẽ về mua cái cúp tiếp theo. Cúp này là cần gì đây? Ủa, cần redstone à? Cần redstone lapis à? Ok, nhưng mà mua cái này đã. Phải mua cái này đã thì mới có thể được, mới có thể là đào được redstone với cả lapis. Ok. Đó, đào được redstone lapis rồi. Cất mấy cái này đi. Đi, ra đây đào redstone lapis. Cần tổng cộng là 25 than, 20 sắt và 40 lapis, 40 redstone. Ok. Ui, đắt thế nhỉ. Mấy cái này nó đắt thế nhỉ. Rồi, ok, mình cứ đào than trước đã nhá. Xem nào, bên này là có cái mũi khoan này sẽ giúp ích cho mình này. Một cộng sắt được 10 giây. 10 giây sẽ được một sắt. Cần 25 cộng với 15 sắt. Ồ, 25 than cộng 15 sắt. Mình có nên đầu tư vào đây không nhỉ? Mình có nên đầu tư vào để kiếm lời không các bạn? Thay vì cái thời gian mình đi đào mấy cái linh tinh thì mình... mình nên các bạn ạ. Mình nghĩ là mình nên đấy. 15 sắt mà nhanh thôi. Đào siêu nhanh thôi. Rồi với cái cúp này nó đào đó. Đấy, chưa gì nó đào như thế này rồi. Ok, 15 sắt. Mình đang suy nghĩ các bạn ạ. Để suy nghĩ xem là nâng cấp lên cái cúp kia luôn. 20 sắt. Bởi vì là nâng cấp cái cúp này cũng được. Bởi vì là redstone đào cũng nhanh. Lapis đào cũng rất là nhanh. Chỉ có than mới là sắt là khiến chúng ta bị chậm thôi. Cái này mà có gia tài đào than nó nhanh hơn được. Rồi, 25 than phải không? Đào đi. Cứ đào đi, tính sau. 24 rồi. Ok, 25 rồi. 25 than, 20 sắt. Ok, mình sẽ có... Đây, convert cái này vào đó. Thì giờ chúng ta sẽ cần 40 lapis và 40 redstone. Redstone và 40 lapis phải không? Lapis đầy. Đào cái này thì nhanh các bạn ạ. Mỗi lần đào được... Ấy, các bạn thấy không? Đào mỗi lần đào được cả đống. Ui ui, mình tưởng mình bị kẹt ở đây cơ. Đấy, mỗi lần đào được cả tấn thế này mà. Đào tầm 2 lần thôi. Rồi, ngon lành cành đào ngay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đào redstone. 40 redstone nữa. Redstone có mỗi chỗ cơ. À đây, bên này có nữa. Đấy, tính ra là có redstone nó phát sáng. Cái này nó không thấp. Hay là mình mở rộng khu mai nhỉ? Mở rộng khu mai này chắc là có bên này có kim cương đấy. 25. Ui, thôi từ từ đã nhá. Từ từ nâng cấp cúp đã, bởi vì là mình cũng chưa cần nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi nâng cấp cúp. Yeah. Ok, sao nào bên này thì cái này cần... Ui, cái này cần diamond này. Cái này thì lapis. Ui, cần vàng à? Vàng chắc là phải bên kia mới có rồi. Ok, thế thì phải nâng cấp cái này để đào có thể đào được vàng. Ha. Trời ơi, đào vàng này. Vẫn là cái cúp sắt mà nó lại phân biệt là cúp... Ui, cái này chạy được nhanh à? Wow. Trời ơi, nó xịn hơn các bạn ơi. Nó sẽ cho mình chạy nhanh này, tốc độ chạy này. Úi giời, đồ đồ, ngon. Thế là hợp lý rồi, hợp con nhà bà Lý rồi. Rồi, để mình nâng cấp cái mũi khoan nhá. Mình nâng cấp cái nào nó giúp thực sự giúp ích cho mình thôi. Thì chúng ta cần sắt. Ở nhà mình xem lại nào. 25 than và 15 sắt. Ok. 25 than và 15 sắt phải không? Đơn giản. 15 sắt, 25 than. Than là cái thứ gọi là... nó vướng, nó mất thời gian thật đấy các bạn. Đấy, các bạn luôn. 25 than. Đấy, không biết là bao giờ đây. Chắc là sắp 25 than, 15 sắt. Để chúng ta có thể sở hữu cái mũi khoan kia. Cứ 10 giây nó cho mình một sắt thì tội gì nhỉ. Đấy, đầu tư vào đấy nó được vĩnh cửu luôn các bạn. Có lời luôn. Tội gì. Mình không phải mất công sức nữa. Đó. Ok, 15 sắt phải không? 15 sắt, 10 giây thì chúng ta được nhận được một sắt, 150 giây. Ui, chúng ta nhận được 10 sắt. Tầm đấy các bạn, tầm đâu đó khoảng 3 phút hơn. 3-4 phút là chúng ta lãi rồi. Trời ơi, bạn thấy lúc tính bài toán kinh tế chuẩn không? Lại là chuẩn luôn, lại là chuẩn như Lê Duẩn. Ok. Wow, một mũi khoan. Đấy, ở đây là nó sẽ thả sắt ở đây này. Còn mấy cái vật phẩm trang trí như là cái bill explosive này, cái nổ này, sau đó thì bên này là cái gì đây? Mo này chắc là mình sẽ không cần. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên 25 iron và rồi ok, 25 sắt và quên 40 à 20 than. Rồi ok, sắt thì từ từ đã, đào than đã. Bởi vì sao? Bởi vì là sắt cái máy ấy, mũi khoan của mình nó đang hoạt động mà. Thế nên là cần gì đâu. Cứ từ từ thôi, đào sắt làm gì vội. Giờ chúng ta cứ cần đến than trước đã. Đào đủ 20 than đã. Xong rồi 25 sắt. Úi giời, nhanh mà. Đó, bao giờ mình lên được cái cúp kim cương cơ. Đào mới nhanh.
Ok, 19:20 rồi, bây giờ là còn đấy bên này. Úi giời ơi, lại chưa các bạn. Lại thực sự mà. Đấy, bây giờ là đào đâu đó ít sắt nữa thôi. Bên này nữa này. À, bên này tối quá nhỉ. Từ 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 từ. Tôi có cách chị. Đấy. 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 Hấy. Ô, nó không được. Thôi kệ, cái này là sáng rồi. Cái này là sáng rồi các bạn. Ôi, cái cúp này đào xa hơn này. Cúp này đào xa hơn này các bạn. Ui, xa thế nhỉ. Cúp này hóa ra là cúp này có tác dụng. Nó là công dụng, nó đào siêu xa luôn đấy. Nó có thể đứng từ đây mà đào sang tận bên kia được không? À này đứng. Ui, xa phết đấy các bạn. Cái này là có khả năng đào xa đấy. Rồi, ok, chúng ta nhặt ở đây nữa. Ui, lại luôn đấy chứ. Lại luôn đấy chứ. Rồi. Oh man, bây giờ là chúng ta sẽ phải đào lapis và redstone. Đấy, đào hai cái này đó. Lapis bên này 40 phải không? Mỗi cái 40. Hoặc cơ, hình như cái dấu này là dấu hoặc cái chứ. Ờ, cái này là hoặc cái chứ. 45 lapis hoặc là redstone. Ô, mở chưa? Sao chưa mở? Ui, chơi. Mất tiền à? Chết giờ rồi các bạn ơi. Ôi sao nó không mở nhờ? Ui, hay là bắt buộc là phải cần rồi luôn. Bắt buộc phải cần lapis với redstone rồi các bạn ơi. Ôi, xong toang lúc rồi. À, nó phải đúng nguyên liệu các bạn, đúng công thức. Rồi nhá, để mình thử xem nào. Hay là cần phải nâng cấp đầy đủ. Từ. Chúng ta sẽ cay thế nhở. Cay cú thế nhở. Lừa, cú lừa 25. 20 sát lại ok 25. Cay thế nhở. Bực cái nha. Rồi đi lừa bịp là không xong mấy lúc đâu. Rồi nhá, mình sẽ đào lại. À, tự nhiên đồ ra mất luôn 25 sát ạ. Mất tiền oan. Cái này gọi là mất tiền ngầu đây. Mất tiền nu đây. Bực thật sự bạn ơi. Trời ơi, rồi thôi rút kinh nghiệm. Để mình đào thêm một lần nữa. Nếu không phải thì nó cũng sẽ bắt buộc nó mình phải nâng cấp tất cả các cái gọi là món ở đây các bạn. Nâng cấp tất cả ở đây thì nó mới mở được cái khu mai mới. Khổ quá mà. Kém hiểu biết. Ok. Nhưng mà thôi không ra, chúng ta sẽ 45 rồi nha. Đủ rồi nha. Lần này mà không đủ đâu, oánh nó không trượt phát nào luôn đấy chứ. Ok. Thank you Vinamilk. Ok, 25 rồi. Xem nào. Ở đây là chúng ta 25 này. Đủ này. 20 than này. Ô, than tôi rồi. 20 than này. Rồi 45 này. Than của mình. Ủa. Rồi ok, chúng ta lấy than lại. 20 than. 20 than phải không? Cái này hình như là dùng đây 20 than đây, chúng ta sẽ đào. Ý là mình dùng mấy cái nung kia là mình mất than sao ấy. Mình cũng không để ý lắm các bạn ạ. Rồi nhá, thử dùng nó nào. Đúng rồi. Thế mà nhỉ. Phải không ta? Mình cũng không để ý từ để xem nào. 20. Rồi, thôi cứ đào đi đã, xong tính sau. 25 rồi, ok. Vẫn thế các bạn, nó không bị mất. Thế sao vừa lẽ mình bị mất nhỉ? Trời đất ơi. Nó phải đủ các bạn, nó phải đúng công thức. Trời đất ơi. Cay thế nhờ. Rồi, building the real. Ui. Cái này cho free à? Rồi ok, cái này là cần 15. Ui, cái này free các bạn ạ. Ui, đồ free. Đấy, xịn thế nhờ. Mở ra khu mai một cái thôi các bạn thấy không? Khác bọt chưa? Còn cái này là cái gì đây? Repair shop à? Ai xà, shop sửa chữa à? Ghê vậy. Từ nhá, mình nhiều cái mới lạ quá. Rồi ok, chúng ta sẽ mở cái building the real này đi. 15 và 15 vàng à? Vàng đâu sao còn mỗi ở đây. Rồi ok, chúng ta có thể đào được vàng này. Rất là nhiều vàng các bạn. Bên khu này thì mình có. Rồi, thế chúng ta tập trung đào vàng đã nhờ. Tập trung đào vàng đã. Đấy, bây giờ hiện tại là cái mình cần nhất là vàng. Bởi vì là đây là cái quặng mới mà. Chúng ta sẽ phải cần đâu đó khoảng 15 vôn gôn phải không? 25 sắt. Sao này lâu thế? Thề chứ. Cái này nó hồi lâu thật. Rồi ok, chúng ta còn nhặt tiếp này. Ôi lâu quá. Mỗi lần thế này
có mỗi hai chỗ thôi bạn ạ. Mình sẽ nâng cấp lên cái mai tiếp theo là chúng ta đâu nào, unlock mai 40 sắt, 25 gold và 64 hai cái. Ok, vừa lấy kém hiểu biết quá nên mình mất tiền ngầu, cay quá. Xin lỗi các bạn nhé, thực sự là mình thực ra là chưa trải nghiệm, bây giờ mới trải nghiệm thôi. Mắc lỗi. Ôi, ai mà cứ chẳng có đúng lúc mắc sai lầm nhờ. Hay là mình nâng cấp luôn mai nhỉ? 25 gold thôi các bạn. 25 gold thôi. Nên nâng cấp luôn không? Nên. Mình nghĩ là nên các bạn. Chứ không này vàng nghèo lắm. Nên. Ok, mình sẽ nâng cấp mai. 25 gold thôi. Đấy. Ngon bổ rẻ. 25 gold 23 rồi. 40 sắt và 64 hai cái. 64 hai cái thì đủ rồi. Chỉ còn 40 sắt thôi. 25 này đấy, bên này là đủ rồi nhá. Gold thì cũng đã đủ rồi. May quá không cần than. Cần than nữa thôi thì chắc là núp khóc rồi. Khóc cũng giặt tiếng. Đó. 40 sắt phải không? Nhanh. Nhanh thôi. Quá nhanh và quá nguy hiểm ạ. Tưởng gì chứ. Ok đấy, sắt này thì nó còn hồi nhanh và nó được có nhiều. Thế nên ra mình cũng không phải lo. Ê, chết. Rồi chúng ta có 30 rồi, sắp 40 rồi. Hí. Nâng cấp được luôn, mở luôn khu mai các bạn. Ok, 40 rồi đấy. À, thì mình sẽ gọi là convert nó đã. Yes. Rồi ok nha, 40 này, 6. Ui giời, tí đi bụi các bạn ơi, tí đi bụi. Tí nữa lại bị ăn chửi. Nhà này là có trải nghiệm rồi mà vẫn còn làm thế. Rồi, 64 nhá. Này vàng này. Ok. Rồi, 28 này. 40 25 64 40 28. Ok. Wow, kim cương kìa. Trời, cái gì đây? Build a view. Wow. Bên này có cái gì đây? À, bên này tối quá nhỉ. Unlock mai à, 30 kim cương à. Ui. Ui, nâng cấp cái này khá là khoai. Build cái này là ấy rồi. Ui. Kim cương chưa đào được kim cương các bạn. Cúp này chưa đào được kim cương. Build the real này. Ấy giả khoai phết nhở. Cái này gì đây? Van ring. Ui cái máy à. Wow, kim cương nốt này, cần kim cương nốt các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp cái 15 và 25 này đi. Bởi vì là mình mở ra cũng khá là nhiều vàng rồi phải không? Tự nhá, về xem cái pickaxe. Bây giờ là xem cái pickaxe tiếp theo là chúng ta sẽ cần 35, 20, 64 và 64. Ok, 35 sắt, 20 gold. Còn cái này cần kim cương thì chưa tính. 35 sắt và 20 gold à. Ok. Rồi, chúng ta cần rất là nhiều vàng. Cần rất là nhiều vàng các bạn. Và mình vừa mở khu mai xong nó có thêm cho mình khá là nhiều. Mỗi chỗ này hơi tối tí. Sẽ có cách. Thế, ok. Tưởng gì là có nút. Làm ba mình cái này IQ vô cực. Có hết. Ok nha, đấy. Chúng ta sẽ chạy rất là nhanh. Nó sẽ giúp cho mình đào cũng khá là nhanh. Ô cái khu này khu gì đây? Ích cha, à đâu. Cái khu này vừa lấy mình. Ui, mình mở rộng ra đến nỗi bây giờ mình còn không nhận ra cái chỗ đấy ạ. Wow. Rồi đó rồi. Rồi đây. Đấy các bạn thấy không, đào vàng nhanh chưa? Quá trời nhanh luôn. Mở rộng khu mai là cái ý tưởng gọi là nice sư của mình. Bên này nữa này. 25 phải không? Rồi chúng ta đã được 20 gold rồi. Ok, 35 sắt rồi. Chúng ta sẽ cứ đào đây nữa. Đâu nhờ. Rồi, ra đây lấy sắt. Được 14. Ui, tính là làm lãi mà. Rồi 35 sắt. Chúng ta sẽ đào đâu đó khoảng 10 sắt nữa là được. À đâu, 20 sắt chứ. Bây giờ mới 15 mà. Mà sắt đào nhanh, không phải lo bạn, không lo vấn đề. Đấy, xong rồi còn redstone và lapis nữa, mỗi cái 64 nữa cũng đào cũng rất là nhanh. Mà chúng ta có thể ra đây nhặt free. Yes, nhưng mà nhặt được ít quá. Rất là ít luôn. Bao nhiêu à? 13, 15, 30 rồi. 35 mà các bạn. Ok, đây 3 nữa này. Đào thêm nốt cái này nữa là được này. Xong rồi đào redstone và lapis. Yes, nice sư luôn. Bằng nút tính. Đấy, 40 cứ đào đi, mỗi cái đủ 64 tính sau. 64 rồi nha. Rồi ra đây đào redstone. Redstone đây, đào đây đi.
đỡ mất công qua bên kia. Mình đang đặt cái quặng nó ở kia nên cho nó phát sáng mà. Đó, 6 ui bây giờ mới được 35. Có vẻ redstone đào cũng khoai phết nhở. Redstone bình thường mình đào nhanh lắm mà. 52 rồi này. Ok luôn, 54. Hí. Ấy. Cái này là mình phải đào hết xong rồi nó mới refresh lại cho nhanh. 63. Ok, 64 rồi. Lướt qua. À, giờ chúng ta sẽ convert nung lên. Khá là khoai các bạn ạ, cái thử thách này khá là khoai lang. Ok, 38, 40, 33. Sao nào đủ chưa? 40 à? Ôi, 40 gold à? Có sao mình tính nhầm à? Ở đâu? Cái này là ấy mà, 20 gold. 20 gold này. Ok, 64, 35 này. Rồi, ok, sorry mình tính nhầm. Mình tính là cái cúp kim cương cơ. Rồi, chúng ta mua. Đấy. Ơ, mua đâu? Mua đâu? Ui ôi đây à. Trời ơi, rồi cứ tưởng là nó bị mất cả rồi. Có thể đào được quặng kim cương rồi. Cái gì đây? Professional à? Wow, professional luôn. Master pickaxe. Cần master pickaxe thì là 50, 40, 30. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ tính sau đi. Đấy, bây giờ là nâng cấp cái này đi. Mình thử xem cái này là cái gì. 15 và 25 phải không? Ok. 15 gold. Rồi chúng ta sẽ ui. Ý, đảo nhanh hơn rất là nhiều các bạn ạ. À, nó phải như thế. Nâng cấp nó phải như thế chứ. Rồi, mình sẽ nâng cấp từng cái một nhé. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp lấy vàng này. Giờ này có thể xóa than thì được không? Nó đỡ vướng chân vướng tay mình. Ok, 15, sắp được 15 rồi. Còn một xíu nữa thôi. Vàng đâu? Ok, 15 vàng rồi. Là chúng ta sẽ đào lên 25 sắt đó phải không? Ok, 25 sắt. Vừa nãy mình cũng vẫn còn dư 6 mà. Quá trời nhanh luôn. Đấy, ui giời rồi. Có liền các bạn ơi. Rồi, là thì mình sẽ có sắt này. 25 sắt này vàng này. Rồi, đủ chưa? 30 và 28. Không sao, sao chạy ra đây quá. 30 và 28. Rồi, thừa dư xăng. Trời, máy này xịn thế. Ô nhưng mà máy này thực ra thì nó chết dở rồi. Máy này thực ra thì nó chỉ là hứng thôi mà. Oh my god. Thực ra nó chỉ là hứng từ trên kia nó rơi xuống thôi các bạn ơi, nó không có gì khác. Trời đất ơi, cứ tưởng là nó khoan cái gì. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, trung toa mã ơi. Thôi, đầu tư sai chỗ rồi. Cày tê nhở. Ok, vending. Cái máy vending 15 kim cương. Đâu, để mình thử xem là cái này là 30 kim cương. Nâng cấp cái cúp kia đi. Ok, 30 kim cương, 40 vàng và 50 sắt. 30 kim cương vào. Ok, 40 vàng và 50 sắt. Còn bên này là cái gì đây? Bên này là cần cái gì đấy? Ủa, tối quá. 30 kim cương và 40 vàng. 30 kim cương và 40 sao. Mình có nên nâng cấp cái... Thôi mở khu mai đi. Mình mở rộng khu mai nhá. Ok, mình sẽ mở rộng khu mai để xem là nó có cái gì. Rồi chúng ta sẽ chạy thật là nhanh để đào vàng với đào sắt. Chứ còn kim mấy cả kim cương nữa. Đấy. Nhặt hết. Chúng ta sẽ chạy thật là nhanh. Quay cái khu này nó còn chưa kịp refresh luôn. Đào nhanh nỗi không kịp refresh luôn bạn. Đấy. Đúng một vòng luôn nhá. Chạy đúng một vòng luôn. Ui bên kia có lava, nguy hiểm quá. Rồi đó. Một vòng quanh luôn. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Quá nhanh đó. Đừng có rơi vào lava chứ. Đào mãi mới được viên kim cương mà rơi lava là ăn cắm. Ăn cắm lợn luôn đấy. 30 viên kim cương và 40 vàng. À 40 vàng phải không? Ok. Nhanh được các bạn ơi. Đó, được 15 rồi. Cứ tầm 2-3 phút mình có thể là hoàn thành được. Trời, biết thế vừa lấy không nâng cấp cái này. Cái củ chuối này. Trời ơi, nghĩ lại mà thấy chán. Không quá. Thế là không, cái kết của việc không am hiểu đấy bạn. Không am hiểu với điện. Rồi, 20 rồi. Còn thiếu 10 viên kim cương nữa thôi. À đâu, 11 viên là chính xác hơn. Ui, cái này nó vi phép luôn ạ.
40 vàng này. Đấy, 40 vàng là đủ rồi đấy nhá. Vàng là đủ rồi. Kim cương nó chỉ có ít thôi. Hay. Rồi ok. Giờ mình cứ đào đi các bạn. Tiện thể mình cứ đào thôi. 27 rồi. À đâu 24 rồi. Rồi 25 rồi, còn 5 rồi. Chạy. Ok. Chạy. Đấy các bạn thấy không? Tính nó chỉ chênh nhau 1 giây thôi. Tối đa công suất. Ok, 26, 27. Hít. 28. Rồi. Đây đào đây này, chuẩn bị xuất hiện này. Hít, ra đây rồi. Bụp. À, 29, 30. Yes. Ok, mở rộng khu mai nào. Rồi, đưa đôi thánh thần thôi. Đầu tư sai chỗ đâm ra nó khổ sở thế này đây. 30 và 60. Ok, đấu nhau bên này.